Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, giá mít ruột đỏ ngày 20 tháng 3 2024 giá đi ngang. Cụ thể là mít ruột đỏ Indo lá bầu đang được mua tại vườn, giá mít nhất là 64.000 đồng một ký, trái lấy từ 8 ký trở lên. Mít nhì 54.000 đồng một ký, trái lấy từ 6 ký đến dưới 8 ký. Mít ba 36.000 đồng một ký và mít chợ là từ 9 tới 10.000 đồng một ký. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn cửa hàng điện máy Phúc Anh, phucanhstore.com đã luôn đồng hành và hỗ trợ cho kênh Nhà Nông Miền Tây để có thể mang đến nhiều thông tin hơn cho bà con nông dân. Phúc Anh Store chuyên cung cấp các mặt hàng điện máy, điện gia dụng chính hãng.